chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình. Các bạn thân mến, Việt Nam muốn làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai. Câu tuyên ngôn cách đây hơn 70 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đa dạng hóa quan hệ quốc tế cho đến nay vẫn là đường lối đối ngoại chính của đất nước ta sau rất nhiều thăng trầm, đổi thay của lịch sử. Hành trình đặt nền móng quan hệ Việt-Mỹ của người nay đã thành hiện thực sau gần 80 năm và hoàn toàn không có chữ nếu ở đây chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết đừng cố tình bày trò bịa đặt rồi lộng ngôn xuyên tạc lịch sử nhé dương quốc chính bài viết của tống kim phương lịch sử việt nam với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước với bao câu chuyện thăng trầm của dân tộc đó là những cuộc chiến tranh với bao máu và nước mắt đã đổ xuống để bồi đắp cho hình hài đất nước việt nam bao nhiêu thế hệ trẻ ngày nay mỗi khi nghe về những câu chuyện lịch sử đều trào dân niềm tự hào và truyền thống cha ông, cả những thành công à, những thất bại, nhưng tụ chung đã để lại cho con cháu đời sau những trang sử hào hùng. Tuy nhiên, dòng sông đã chảy thì sao bắt sông có thể ngược dòng bánh xe lịch sử đã tạo nên những dấu đường mạnh mẽ, thì sao lại ép nó quay lại rẽ đường mới? Một chữ nếu có thể là suy nghĩ của không ít tuổi trẻ khi bàn luận lịch sử dân tộc và tất nhiên rồi nếu cũng lại là giả thiết cho những kẻ bẻ sử, lật sử để phủ nhận con đường của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo và dẫn dắt. Trong một bài viết trên mạng xã hội có tựa đề "nếu Mỹ không bỏ rơi bác mình", đối tượng Dương Quốc Chính lại đem chữ nếu ra để đưa ra một luận điệu hết sức đều cán rằng nếu Mỹ chấp nhận bảo kê cho Việt Nam thì một điều chắc chắn xảy ra là Việt Nam sẽ không thể là một nước cộng sản độc đảng. Rồi cũng chính kẻ này có biện minh cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Mỹ rằng Roosevelt đã từng muốn Đông Dương thành xứ ủy trị bởi Liên hợp quốc, ủy trị không phải là thuộc địa nhé, nhưng ông này chết khi đang tại vị, kế nhiệm là Truman đã không muốn thực thi kiểu đó. Không thể láo xược hơn khi Dương quốc chính còn cho rằng thế nên bọn bò bảo Mỹ cần thuộc địa cướp từ Pháp là rất ngu. Chắc chắn rằng những người quan tâm tới thời cuộc và có chút học vấn đều biết rằng lịch sử không có chữ nếu, nhưng lịch sử luôn cho ta những bài học sâu sắc và nghiêm túc về mận mệnh quốc gia, dân tộc. Dương quốc chính không thể dùng chữ nếu để phủ nhận những nỗ lực của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình đẩy quan hệ Việt-Mỹ ngay từ những ngày đầu lập quốc và biện minh cho việc Mỹ cần thuộc địa cướp từ Pháp là rất ngu. Thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước ở nước ngoài đã nhìn thấy sức mạnh của các nước đế quốc. Do vậy, để công cuộc giải phóng dân tộc đi tới thắng lợi, ngoài nỗ lực chủ quan của dân tộc còn cần một chỗ dựa, một sự hỗ trợ. Năm 1941, sau khi trở về nước lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc, nhận thức được vai trò tầm ảnh hưởng của Mỹ, một siêu cường về kinh tế và quân sự đối với chính trị thế giới và khu vực. Đồng thời, với việc xây dựng lực lượng cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm cách xây dựng mối quan hệ hữu hảo với lực lượng của Mỹ đồn trú ở Trung Quốc. Tháng 2 năm 1945, sau khi lực lượng Việt Minh cứu được trung úy phi công Mỹ là William Shaw, máy bay của viên phi công này bị quân đội Nhật bắn rơi ở Việt Nam. Hồ Chí Minh đã trực tiếp đưa viên phi công sang trao trả cho Bộ Tư lệnh Không quân số 14 của Mỹ đang đồn trú ở Vân Nam. Người đã gặp trao đổi với tướng chenor tư lệnh không quân mỹ ở trung quốc và thiết lập được mối quan hệ với mỹ và các lực lượng đồng minh giúp việt nam chống nhật thông qua các cuộc tiếp xúc của người cơ quan tình báo chiến lược oss của mỹ tiền thân của cia đã giúp đỡ việt minh điện đài thuốc men và vũ khí nhẹ tuy đây chỉ là sự giúp đỡ mang tính tượng trưng nhưng đã mở ra cơ hội để việt nam tranh thủ sự giúp đỡ của các nước đồng minh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ngày 29 tháng 8 năm 1945 tại nhà số 48 phố Hàng Ngang, Archimedes de Petty, trưởng phòng Đông Dương của cơ quan tình báo chiến lược OSS ở Hoa Nam là người nước ngoài duy nhất được Hồ Chí Minh mời nghe dự thảo bản tuyên ngôn độc lập và trao đổi về một số chủ trương kế hoạch tương lai của Việt Nam. Trong đó có việc tổ chức ngày lễ tuyên bố độc lập của chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Không những vậy, Patti là một trong số ít người nước ngoài được Chủ tịch Hồ Chí Minh mời dự lễ công bố tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong buổi lễ trang trọng, thiêng liêng nhất của quốc gia, trên khán đài nổi bật khẩu hiệu, hoan nghênh phái đoàn Mỹ. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa giữ mối quan hệ chặt chẽ với tình báo Mỹ có mặt tại Hà Nội. Riêng Hồ Chí Minh đã lần lượt gửi 8 thư công điện cho Tổng thống Harry Truman và Bộ trưởng Ngoại giao James Bainer với lời lẽ hết sức thân thiện, nhã nhặn, cảnh báo âm mưu tái xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp, mong được chính phủ Mỹ công nhận Việt Nam có nền độc lập hoàn toàn vừa giành được và hứa hẹn hợp tác toàn diện với nước Mỹ. Nhưng có lẽ do cân nhắc giữa mối quan hệ với đồng minh chiến lược của Mỹ khi đó là Pháp với việc ủng hộ một chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới được thành lập và đang phải đối mặt với muôn vàng gian khó trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nên Tổng thống Harry Truman đã chọn giải pháp im lặng trước tình cảm nhiệt thành của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với nước Mỹ. Vì vậy, mối quan hệ Việt-Mỹ đã rẽ sang một hướng khác đầy chông gai. Thứ hai, lịch sử quan hệ Việt-Mỹ đã sang một trang mới mà vị đại sứ Mỹ ở Việt Nam cho là một bước tiến thần kỳ đối tác chiến lược toàn diện. Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng và sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau để quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam tiếp tục là hình mẫu cho sự hàn gắn và hợp tác kiến tạo tương lai. Như khẳng định của Tổng thống Biden với Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào ngày 25 tháng 9 vừa qua, nhưng cũng không thể nói một cách bừa bãi, láo xược như Dương Quốc Chính rằng bọn bò bảo Mỹ cần thuộc địa cướp từ Pháp là rất ngu. Mỹ chọn Việt Nam để tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược ở giữa thế kỷ trước bởi những lý do cơ bản. Sau Thế chiến thứ hai, nước Mỹ không chịu ảnh hưởng của chiến tranh, nền kinh tế Mỹ phát triển rất mạnh. Năm 1945, quy mô kinh tế Mỹ chiếm 52% tổng GDP toàn cầu. Năm 1955, kinh tế các nước phục hồi khá, nhưng quy mô kinh tế Mỹ cũng đạt 32% tổng GDP toàn cầu. Với ưu thế kinh tế vượt trội, cộng với ưu thế về vũ khí quân sự áp đảo, thúc đẩy tư tưởng cường quyền, sen đầm quốc tế trong chính quyền Mỹ. Mỹ tự cho có quyền can thiệp vào mọi việc áp đặt giá trị Mỹ ở mọi quốc gia. Sau Thế chiến thứ hai năm 1945, một loạt nước sầu chủ nghĩa được hình thành ở Đông Âu, Cuối năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc giành thắng lợi và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Rồi chiến tranh Triều Tiên xảy ra, dẫn tới cuộc đụng đầu giữa Mỹ và Trung Quốc từ tháng 6 năm 1950 đến tháng 7 năm 1953. Tình hình đó thúc đẩy Mỹ tự nhận trách nhiệm xây dựng chiến lược toàn cầu bao vây và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản. Năm 1952, Eisenhower, người đảng Cộng hòa đắc cử tổng thống Mỹ là tư lệnh tối cao các lực đồng minh tại châu Âu trong Thế Chiến II và tư lệnh tối cao đầu tiên của NATO. Mỹ lại càng thuận lợi đẩy mạnh triển khai chiến lược toàn cầu bao vây và ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản. Năm 1954 đến 1955 là năm cao điểm Mỹ đẩy mạnh thực hiện chiến lược toàn cầu. Việc này trùng hợp hoàn toàn thời điểm chúng ta thắng pháp trong chiến trận Điện Biên Phủ, sau đó buộc pháp phải ký hiệp định Geneva, chấm dứt cuộc chiến Đông Dương lần thứ nhất. Lúc chữ ký chưa ráo mực thì Mỹ đã tìm mọi cách phá hoại hiệp định Geneva, hất cẳng Pháp ra khỏi Đông Dương và đưa Ngô Đình Diệp về nước hất cẳng Bảo Đại, tuyên bố không thi hành hiệp định, không tổng tuyển cử, sau 2 năm vì nếu tổng tuyển cử thì Ngô Đình Diệp sẽ thua. Vị trí địa lý chính trị của đất nước Việt Nam nằm trên hành lang đông tây của con đường hàng hải nhộn nhịp nhất, khống chế được Việt Nam sẽ khống chế được tuyến hàng hải này, đây cũng là lý do thực dân Pháp đã chiếm Việt Nam làm thuộc địa trong thế kỷ 19 và cương quyết tái xâm lược Việt Nam ngay sau khi Việt Nam vùng lên làm cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thành công và đã tuyên bố độc lập. Với Hiệp định Geneva, cả thế giới đã công nhận nửa nước phía Bắc theo chế độ sau chủ nghĩa, Mỹ phải nhảy vào tranh giành nửa nước phía Nam, tranh chấp vị trí địa chính trị. Nước Việt Nam tuy giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp nhưng đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề sau khi ký hiệp định geneva việt nam chỉ mong muốn hòa bình để xây dựng đất nước nhưng lũ đế quốc thực dân đã buộc chúng ta cầm súng chiến đấu đây là cuộc đọ sức lịch sử giữa một trong những dân tộc đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược nhất với một đội quân đánh bại nhiều đối thủ nhất nói lại tất cả những điều trên để khẳng định rằng việt nam muốn làm bạn với tất cả mọi nước dân chủ và không gây thù oán với một ai câu tuyên ngôn cách đây hơn 70 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đa dạng hóa quan hệ quốc tế cho đến nay vẫn là đường lối đối ngoại chính của đất nước ta sau rất nhiều thăng trầm đổi thay của lịch sử. Hành trình đặt nền móng quan hệ Việt-Mỹ của người nay đã thành hiện thực sau gần 80 năm và hoàn toàn không có chữ nếu ở đây. Dương quốc chính hãy nhớ kỹ điều này và đừng bao giờ bày trò bị đặt rồi lộng ngôn xuyên tạc lịch sử nhé.